nói không được. Lúc nào mà mẹ cho lấy thì mới được lấy, mẹ lấy ra cho ăn thì mới được ăn chứ. Cứ tự tiện. Cái thằng này lớn rồi không biết đường dạy ca ca gì cả. Này phải cho mỗi đứa mỗi roi. Quay mặt lại đây, quay mặt lại đây, đứng đây, khoanh cái tay lại nào, khoanh cái tay lại nào, đứng im nào, đứng im nào, đứng im. Mẹ không có đùa đâu, hôm nay mẹ rất là giận với hai đứa nha. Hôm nay mẹ không tha lỗi cho hai đứa được, hôm nay mẹ quyết định cắt cơ hai đứa. Hai đứa này sẽ không có cơm ăn từ nay, con không thế nữa. Quay đây nào.